Và bây giờ thì chúng ta sẽ có một trò chơi nho nhỏ dành cho các khách mời ngày hôm nay đến đây, đó chính là một trò chơi tương tác với những người bạn, những đồng nghiệp của các anh chị để xem phản ứng của họ như thế nào khi mà chúng ta thông báo một cái tin gì đó đến cho họ. Ví dụ nha, ví dụ bây giờ chị Trang sẽ gọi cho, chị muốn gọi cho ai ta? Một người nào đó trong ekip làm phim. À, trong cái bổn cung thôi Dạ đúng đúng không? rồi. Ekip bổn cung thôi đúng không? À, gọi cho Phát La đi. Phát La. À, Phát La là chưa xuất hiện. Đúng rồi, trong tập Phát 1 La chưa chưa xuất hiện. à, nó trong tập 1 nhưng mà Một có cái Phát vai, La. cũng rất là À, cái vai rất vui. là xàm. Ví dụ bây giờ chị gọi cho Phát La, chị thông báo là giống như là chị cắt hết vai của Phát La rồi. Phát La không còn xuất hiện trong các tập tiếp theo Trời nữa, ơi. để xem thử Phát La phản ứng như thế nào. À, vậy hả? Chắc nó chửi Dạ, quá. chị nói trước đi, là Phát La Tại sẽ sao? vì không, thật sự thì nếu như mà chị nói cái thông tin này nha Dạ. thì Phát La sẽ ủa gì hả mẹ? Ở À, ngoài gì đời xưng mẹ con buồn với nhau tại luôn. vì từ cái gia đình số 1 rồi. Ủa nhưng mà không dám nói là đâu nhưng mà chắc chửi trong lòng. Chửi À, trong chửi lòng. trong lòng nhưng mà bên ngoài thì chắc không đâu. Rồi để Để xem thử coi rồi là, sao nha. dạ bây giờ xin mời chị. Là giờ gọi liền Dạ luôn. đúng rồi, và chị bật loa ngoài giùm em để cho các khán giả chúng ta có thể nghe Bật được. loa ngoài luôn. Bật loa ngoài luôn á. Ok. Rồi, Không biết có tắt ok. máy. À, có chuông, có chuông nha. Alo. Con trai. Alo, ai Alo con vậy? trai hả? Mẹ nè. Con Dạ con ơi. đây. Ủa con có lưu số mẹ hay gì con? Dạ đâu có, con luôn mà mẹ. Con lưu mà sao con còn hỏi ai vậy? Dạ tại đang đang siêu á. À, đang gì con? Trời Đang siêu mẹ. Con đang tắm bồn. trời ơi. Trời đất ơi. Sao cái sở thích của con đang tắm bồn? Ok ok con. Con rất tinh tế. Con bây giờ đang relax đúng không? Con bây giờ mẹ có một cái này mẹ nói với con nhưng mà con cái vai trong bổn cung Võ Lâm đó con nhớ không? Hôm bữa con quay cũng rất là cực khổ đúng không? Thì bây giờ do cái thời lượng với lại do diễn con diễn cũng không có được duyên dáng lắm đó cho nên là giờ mẹ cắt hết vai con rồi. Thì con thấy làm sao? Mẹ hỏi ý kiến con. Sao? Tiền lại không mẹ? Cái tiền cách xê á, quan trọng cái đó thôi à. Còn Con ơi, thật ra là vậy, tại vì con cũng biết dạo này mẹ cũng chuẩn bị làm phim Chị 13 phiên bản điện ảnh đó. Thì cũng đang rất là kẹt tiền. Cho nên nếu được thì con cho mẹ xin lại cái tiền đó luôn. dạ nhưng mà con biết, nhưng mà có 700.000 mà sao mà đủ làm Cái phim nhà được vậy? gì? Tao cho mày nói lại cái gì vậy chứ? Bây giờ 700 cũng được, 700 cũng được. Bây giờ con coi như con trả lại mẹ 500 thôi. Mẹ cho con 200 gọi là tiền xăng. Trời ơi, vậy luôn á mẹ. Ok. Trong lòng con đang nói mẹ chơi dơ đúng không? Trong lòng đang chửi mẹ chơi dơ đúng không? Nhưng mà thật sự là đang rất kẹt tiền luôn. Bây giờ con nghĩ sao? Mẹ nhắn cái số tài khoản của mẹ cho con chuyển qua nha. Hồi nãy con nghi rồi, con nghi rồi, mấy mấy chị em nghệ sĩ nhắn tin cho con là nói là mẹ gọi điện thì đừng có bắt máy. Dạo này mẹ mượn tiền nhiều lắm phải không? Con nghi rồi mà. Thôi bây giờ á tin đồn gì mẹ cũng biết hết á, bây giờ gần mẹ đang kẹt tiền lắm thôi con cứ chuyển tiền cho mẹ đi nha. Dạ rồi rồi, để con chuyển lại cho. Nhưng mà cái phí chuyển khoản 11.000 là con trừ vô cái 500 luôn nha. Ok con, Dạ. nói chung là mẹ có được nhiêu mẹ đỡ nhiêu rồi, cảm ơn con nhiều nha. Dạ rồi. Nhớ Dạ bye nha, mẹ. ngày mai nhớ chuyển cho mẹ đang gấp. Dạ rồi ok mẹ. Ok con, cảm Yêu ơn mẹ. mẹ. Hả? Dạ yêu mẹ. Trời, vẫn còn yêu mẹ hả? Vẫn còn yêu Ồ. mẹ, ok, mẹ yêu con. Đúng rồi mẹ. Chính vì con nói yêu mẹ cho con thêm 100.000 nữa, mai chuyển mẹ 400 thôi.
Yeah. Ok. Yeah. Cảm ơn mẹ. Cảm ơn con. Dạ, cảm ơn mẹ nha. Rồi. Như vậy là sau một sau một cuộc điện thoại có rất nhiều bí mật hậu trường được phanh phui. Đầu tiên đó là cách xe của Phát Ma. Đóng bộ công giá Lâm chỉ giá 700 ngàn. Bây giờ bị đòi lại hết 400 cho 300. Và có thể thấy là tình cảm mẹ con cũng khá là kháng khích. Không, dạ. Từ đây là sức mẻ luôn. Sức mẻ. Giờ cái chương trình này là sức mẻ tình mẹ con luôn. Rất là thú vị, cảm ơn Phát La.